cả các bạn. Chiều hôm nay mình lại đi kéo cá này. Các bạn ở nhà làm gì phụ bố mẹ? Chắc bây giờ đây, các bạn bố mẹ của Lộc TV đi kéo cá này. Đấy. Để xem bố mình kéo nhá. Đây các bạn ơi, ở chỗ này kéo cá nhưng mà lại nông. Đây để mình quay cho các bạn xem nhá. Đó, bố mẹ mình đi kéo cá đấy. Nó hay bị mắc lưới lắm các bạn ạ. Ở đây không biết nhiều cá gì nhưng mà chắc chắn sẽ được con cá. Ui, toàn con cá rô phi con thôi. Các bạn có thấy nhiều cá không? Chắc các bạn không nhìn thấy đâu nhỉ. Để tí nữa lên bờ rồi đây. Các bạn. Đây. Một mỉa cá luôn. Đây. Ở đây có rất là nhiều cá các bạn. Ôi trời, cá này. Cá rô phi. Đấy. Các bạn có thấy nhiều cá con không? Mình thấy nhiều lắm luôn ý. Các bạn có thấy không? Đấy, có mỉa cá ăn ngay lúc đầu luôn. Đấy nha các bạn. Mắc lắm các bạn ạ. Nhiều cá rô phi cực. Có nhiều cá. Đấy, các bạn có thấy không? Thế bây giờ các bạn ở nhà đang làm gì? Chắc các bạn đang trông em hoặc học bài phải không? Hay các bạn nấu cơm phụ bố mẹ? Mình thì đi kiếm bữa của buổi chiều đây. Đấy. Nhớ không các bạn? Mình thấy khá là nhiều đấy. Bổ hơn mấy hôm nọ ở đây các bạn ạ. Đây ao vịt nha. Ao nhà mình đó. Ao chùa. Nhiều quá gỡ không kịp. Nhiều con nó cứ bán các bạn ạ. Đây có một con trên cạn nha. Đấy, cầm nó lật nó ra, cái dây xuống này. Cầm nó lật con dây xuống này. Ui. Mình giật mình các bạn ơi. Mẹ này phải đến cả mười mấy con. Mẹ này có mười mấy con luôn các bạn ạ. Hơn chục con luôn. Mình không thể ngờ nổi cái ao nông như thế này mà cũng có nhiều cá phết các bạn ạ. Đấy, cá rô phi đây nha các bạn ơi. Tay bây giờ mình bẩn quá. Các bạn có nhìn thấy không? Được rồi, cho em lấy. Để mình rửa tay cái nhá các bạn nhá. Wow. Nhưng mà gần các bạn ơi. Không sao. Được nhiều cá là ngon rồi. Bố ơi được chưa? Kéo lên đi. Bù. Bà bù. Mấy con cá rô phi bé, bây giờ có cả mấy con cá trôi luôn các bạn ạ. Ui. Ui, 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 ui. Đấy. Cá đấy. Này Lộc TV đi kéo cá với bố mẹ này. Mấy hôm đi kéo cá cùng với bố mẹ rồi. À, này Dương ơi, cầm lấy để mẹ gỡ cho. Vâng. Đây nha các bạn ơi, hôm nay nhà mình có mẻ cá ăn nha. Cái chép, cá rô phi, đủ thứ cá. Các bạn có thấy hôm nay hên may rủi hơn lại mấy lần trước không? Mình thấy quá nhiều lọc hơn á. Ủa. Đấy, cá đây. Đấy nha. Em cá to chưa? Chẳng mấy chốc mà được thùng nhỉ các bạn nhỉ. Mình thấy nhanh được một thùng lắm luôn ý. Đây các bạn xem đi. Cho nó bắn rồi. Đấy các bạn có thấy không? Ôi vật 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 vật. Cá nó vẫy kinh khủng các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn có thấy bố mình quang siêu không? Mấy chốc mà được mẻ cá nhỉ các bạn nhỉ. Ủa. Thế là được một xô luôn. Đúng rồi. Ui được tiếp các bạn ơi, được tiếp
Mình nhìn mình đã biết được rồi. Đấy, có một con dao rồi các bạn ơi. Hơi phí nhỉ. Đây. Ui ui, mẹ cá nữa, mẹ cá nữa, mẹ cá nữa. Mấy chục mà được cá đây. Đây các bạn ơi. Các bạn có thấy mẹ cá không? Cá đây. Cá đây chứ cá đâu. Cá ở lưới chứ cá ở đâu. Nhẹ. Yeah. Được mẹ cá ăn no rồi. Các bạn ơi, từ nãy các bạn nghĩ là được bao nhiêu con? Mình nghĩ là được hơn 20 con. Các bạn có thấy nhiều cá không? Các bạn đã từng đi quăng chài cùng với bố mẹ chưa? Mình thì đi lần thứ 3 rồi đây này. Đấy, nhờ cá chưa? Đây, cá ở xô đây. Đấy. Các bạn có thấy không? Mình đứng trước cái xô luôn. Đây, đây, phía sau mình là một đàn vịt nha. Uầy. Cứ khá là nhiều vịt. Bố mẹ mình lại quăng chài rồi các bạn ơi. Đầu mình to bằng bố mẹ luôn đấy. Mình nghĩ mẹ này lại được thêm mấy chục con đấy các bạn ạ. Ra mấy chục vịt. Bắn hết cả lên mặt người ta. Được không? Được không? Được một hai con gì đấy à bố mẹ? Đây. Được có một con á. Không thể tin nổi luôn á. Đây được có một con này các bạn ơi. Vui không các bạn ơi? Đi con cá có thấy vui không? Hôm nay đi con cá vui cực luôn. Nhà nào cũng được. Có một mẹ thì hên xui các bạn ạ. Bởi vì con được có mỗi con. Hơi bị tới nha. Đấy. Đây mình đi ra đây cho các bạn xem bố mình quăng nha. Đấy, vịt nó chạy hết các bạn ơi. Các bạn đã từng đi kéo cá cùng với bố mẹ các bạn chưa? Mình đi lần thứ 3 rồi nè. Ồ, con chào bà. Ui, nhiều cá các bạn ạ. Trên này nhiều cá quá. Wow. Các bạn có thấy không? Ui, có con cá chim ơi. Ui. Đây các bạn ơi. Đây, hai con cá chim luôn nha. Đây mình quay cho các bạn xem. Ba con luôn. Đây, ba con cá chim con. Nhưng mà cá này bé lắm. Chim này chưa ăn được. Chim này chưa ăn được. Chim hai này lại, con. Chim này lại phải thả ra cho. Ba con. Ui, lại phải thả bố mẹ. Quăng mãi mới được. Chim này bé. Sao chim này lại bé hơn thế, to to thế? Chim này bé con ạ. Chim này là chim trẻ con. Cho nên thả cho nó lớn. Chim này bé lắm. Chắc nó đang nhớ bố mẹ nó vùng vẫy. Nó khiếp. Ghê thật luôn. Rồi ôi bắn. Chim này là chim bắt phương. Ui. Bắn hết cả lên máy rồi các bạn. Đây. Đây con thứ ba đây nha. Ôi giời ơi. Rơi xuống bùn rồi mà nó vẫn nảy tưng tưng các bạn ơi. Quay qua chỗ ảng thì nó thấy chuẩn không? Đấy, ba con. Ba con tương ứng với anh chị em nha. Cắt thấp rồi. Đây. Ba chú cá. Cá này cá chim vẫn người còn nhỏ đỏ, lắm. Người đỏ lắm. Nào, để thả ra đây. Nào, quay đây mẹ thả đây. Đây. Đợi con một tí, đợi con một tí. Đây, con đứng đây. Đây. Ôi, đây, trời.
cá ra đấy. Sao nó lại ở trên bờ thế này nhỉ các bạn nhỉ? Hay nó không muốn về mấy anh chị nữa? Mẹ ra mẹ thả vào. Úi, kéo rách quần mẹ ơi. Nó vui quá, nó bơi rồi. Trở lại với ao bên này thôi các bạn ơi. Bố mình đón các bạn ơi. Trời, bây giờ khá là nắng và nắng nó vào mặt mình luôn. Vâng, lại thất bại rồi. Quá là cá không bố? Uê, con nghe như rách lưới ấy. Uê, nhìn có tưởng rách lưới các bạn ơi. Xem bố mình quăng nhé nào mà không được cá nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, bố mình lại quăng mẻ nữa nha. Mẻ này rất là còn. Ôi, 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 các bạn có thấy không? Ôi. Có quạ, có cá nhưng mà lại mắc sỏi đá các bạn ạ. Các bạn có thấy nhiều cá không? Mình thấy nhiều lắm. Được một con lặn các bạn ạ. Quả này không thành ăn rồi. Có cá, có một con nhưng mà lại mắc sỏi đá. Đứt dây lưới luôn. Mẹ của mình đã bỏ lại dây lưới nha các bạn nha. Cho nên phải mất vài phút nha các bạn nha. Các bạn xem bố mẹ mình quăng nha. Các bạn có thấy nó giống cái gì không? Mình thấy nó giống một thú. Đó chính là cái đùi gà. Các bạn có thấy giống không? Mình thấy giống cực. Nó như thế này. Thế nhỉ các bạn nhỉ? Ui 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 ui, có một con cá cuồn. Ui, có hai con cá cuồn. Có mấy con cá cuồn luôn. Nhưng mà chẳng có con cá to à. Hình như mình thấy mang máng cái con gì đấy. Ui, có một con gà to các bạn ơi. Lại cá chim vừa nãy các bạn ơi. Cứ gặp con cá chim này là sao ta? Đây. Lại hai con cá chim vừa nãy các bạn. Đây các bạn ơi. Đây, lại hai ba con cá chim vừa nãy nha các bạn nha. Đấy, vẫn mấy con này. Ui. Được con rô phi. Được con rô phi. Hai con cá chim vừa nãy các bạn ơi. Hình như nó lại thích vào lưới. Quả này lại nhiều ấy. Nhiều hơn ngày ván trước đầy các bạn ạ. Nó lại là con khác lại chứ đâu phải hai con nãy. Ui ui ui, con cá này to hơn. Các bạn có thấy không? Ui. Đây nhát từ đuôi. Đấy, lên trên này. Ui ui ui. Đấy, ra nó lại không có vảy các bạn ạ. Mình thấy con cá nào cũng có vảy đây. Đấy, cá nào cũng có vảy ngoài trừ con này. Đấy, các bạn có thấy da nó mịn màng không? Đây đây, bên này một con nữa, bên này một con nữa. Chắc lại con vừa nãy đây. Ui 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 ui. Con này to hơn con vừa nãy mình chơi cho các bạn ăn không? Chia cà rô đấy. Đây là quay về cái con cá rô phi to này nè. Cá rô phi to nha các bạn nha. Ui, bắn bắn bắn. Ui. Đây, đang gỡ lưới các bạn ơi. Khi nào gỡ xong mình soi cho các bạn cho nó kỹ nha. Rô phi con.
Đây, toàn rô phi con. Đây, một mẻ cá của Lộc TV đây. Một mẻ kéo lưới. Các bạn ơi, một mẻ kéo lưới của Lộc TV đây. Đúng rồi. Đó. Các bạn có thấy cá chim này thì còn nhỏ quá, phải thả nó xuống. Cá chim kia cũng thế. Đây, xem mẹ mình thả nha. Thả chỗ này cho nó đỡ vào lưới nha các bạn nha. Con cá này là con cá trôi con hay sao ấy, vất nó xuống. Sao lại vất hả mẹ? Cá này là con bé, phải vất nó xuống cho con. Xong mai lại bắt tiếp hả mẹ? Để cho to, để mát. Biết bao giờ nó to mẹ? Lâu nó khá to. Bắt cá này các bạn phải cẩn thận không, cái vảy trên nó nằm quạc tay nhá các bạn nhá. Một thêm tím nữa. Đây các bạn ơi, khá là nhiều cá các bạn có thấy không? Rất là nhiều cá. Còn ăn thua hơn mấy hai lần đây. Trước. Đây. Đấy. Thế này chắc bán được số lớn nhỉ? Mà mình lại để ăn cơ. Các bạn ơi, mình đã đến bờ bên kia nha. Bây giờ bố mình thả lưới nha. Quăng trài. 1 2 3. Ui sao mà chuẩn thế. Ui bắt được coi. Bắt được con này. Cho bên này nhiều may mắn hơn nhé. Các bạn nhé. Đây nha, bên này ao rộng hơn bên kia. Bên kia có một đoạn thôi, bên này tận mấy mét. Ui dầm cá nó xuyên vào tay bố mình các bạn ạ. Đây mình quay cho các bạn xem. Đấy, mẻ cá đấy. Đây. Đây các bạn ơi, nhiều cá không? Nhiều cá phết. Mình nhìn con cá tưởng là con cá chim các bạn ạ. Bố ơi bố, sao cá rô phi nó lại có dầm như thế này? Cái đấy là cái vi của nó để nó tự bảo vệ. Tự bảo vệ bản thân nó đâu. Thế sao mấy con khác nó lại không có? Tùy từng loại con ạ. Nhưng mà sao cá mỗi đều con nó có một cái hình thức bảo vệ nó khác nhau. Thế á? Rô phi nó có nhiều gai, cá chê nó cũng có nhiều có cái ngạnh. Thế cá chim? Chim thì có bộ răng cực kỳ hoành tráng. Thế á? Thế sao con không thấy nhỉ? Con mà đụng vào nó đớp cho phát thì còn có khi còn mất ngón tay ấy con ạ. Thế á? Cứ mỗi lần nó gặp nguy hiểm như thế này là nó lại giơ cái bộ gai trên lưng của nó lên. Ừ, để nó tự bảo vệ lấy bản thân nó. Thế còn con người cái chỗ nào để bảo vệ nhau? Người có tay chân mồm miệng. Con người có tay chân mồm miệng nhưng lại không giỏi mấy bằng cá nhỉ? Nhưng mà con người cũng làm được nhiều thứ đấy, không phải đùa đâu. Ví dụ đi câu cá, đi làm kiếm tiền, đủ thứ luôn, xong xe đạp, bắt vịt nữa. Đi. Nhiều thứ mà, con người làm được nhiều thứ. Bàn tay có những cái kẽ để làm gì? Bàn tay có những cái kẽ để cho một bàn tay khác nắm lấy cho nhau yêu thương chứ làm gì. Để làm mọi việc. Nước nó bắn lên mặt các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay là được mỉa cá ngon lành canh đào rồi. Đấy, các bạn có thấy không? Đây. Đây là chú cái này. Đây. Các bạn thấy không? Nửa xô luôn. Ui. Mình đi kéo cá với bố mẹ thôi.
bằng này cái nha các bạn. Đấy, thôi bây giờ mình chào các bạn rồi mình về đây. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các hôm khác nha. Bye bye.